Chồng tôi đang ngoại tình, ngày nào anh ta cũng giả vờ đi tập thể dục để qua nhà tình nhân. Em đang làm cái gì vậy? Anh đi tập thể dục hả? Ừ. Em đang pha cà phê cho em với anh uống nè. Một lát nữa anh về, anh nhớ lấy trong tủ lạnh ra nha. Mà em đi đâu mặc đồ đẹp quá vậy? Em đi công việc một lát. Hiện tại em chưa nói với anh được, nhưng mà sẽ sớm thôi. Vậy thôi em đi cẩn thận nha, anh đi trước. Ừ. Em yêu ơi, đợi anh có lâu không? Nhanh lên đi em, anh đau rực quá nè. Rạo rực thôi sao? Tôi tưởng là phải bốc hỏa luôn rồi chứ. Trinh, sao em lại ở đây? Còn sao nữa? Tôi là người hẹn anh qua đây mà. Vậy em mở tin nhắn rồi nè chị. Nhắn theo lời tôi, ngày mai gặp nhau. Nhớ anh quá. Sao lại nhắn như vậy? Im miệng và làm theo thôi. Chị không nhắn theo lời chị rồi. Cô cứ giữ cái sim này cho đến hết ngày mai. Nếu chồng tôi có gọi thì không được để anh ta phát hiện. Sau đó cô vứt cái sim này đi và không bao giờ được gặp chồng tôi nữa. Còn căn chung cư này là của chồng tôi, cô không được ở đây nữa. Dọn đi ngay trong 30 phút nữa. Tôi quay trở lại đây, nếu còn một thứ gì thì ra sọt rác kiếm. Trinh à, anh xin lỗi. Em hiểu cho anh đi, chỉ là ăn bánh trả tiền thôi em. Ăn bánh trả tiền mà anh dày công xây dựng một kịch bản như vậy để lừa vợ anh hả? Anh còn mua nhà, mua xe cho con nhỏ đó nữa. Còn vợ anh ở nhà thì tiết kiệm từng đồng, không dám mua sắm gì cả, để tiền cho anh đầu tư. Tại vì anh nói đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, nó rất quan trọng với anh. Cuối cùng anh mang tiền đi đâu? Anh đầu tư vào đâu? Sự nghiệp của anh là gì? Rồi con nhỏ đó hả? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không cần xin lỗi nữa. Anh muốn nói gì thì cứ ra tòa mà giải quyết. Chúng ta sẽ ly hôn. Trinh à, nghe anh giải thích đã. Không, anh sẽ không ly dị. Nếu anh không ly dị, tôi sẽ đơn phương ly hôn anh. Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi ngay cho ba mẹ anh, nói về việc anh ngoại tình ngày hôm nay đó. Nhát gan thì đừng đi ngoại tình. Trinh, nghe anh giải thích đã Trinh.